Kính thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến quê hương, ai cũng cảm thấy tự hào vì quê hương là nơi mỗi con người được sinh ra và lớn lên, là mảnh đất mà mỗi ngày chúng ta luôn gần gũi, gắn bó trong suốt một khoảng thời gian dài với bao kỷ niệm khó quên. Trong cuộc sống, ai cũng có một quê hương và mỗi quê hương đều có một bản sắc khác nhau để nuôi dưỡng nên những tâm hồn con người khác nhau vô cùng phong phú. Quê hương đã cho chúng ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành trình trưởng thành chúng ta không bao giờ tìm lại được. Tình yêu quê hương bắt đầu từ những tình cảm gắn bó với gia đình, với làng quê, với bạn bè cùng trang lứa. Đó là tình cảm trong sáng nhất, cao quý nhất và góp phần làm thanh lọc tâm hồn của con người. Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Vì mỗi người sinh ra, ai mà không có cội nguồn gốc gác, ai mà không có quê hương xứ sở, nơi gắn bó suốt thời thơ ấu, và là nơi khi nghĩ về, chúng ta lại thấy ấm lòng. Chính vì vậy, chúng ta có thể khẳng định quê hương có vai trò quan trọng và to lớn đối với mỗi con người. Tình yêu quê hương sẽ giúp cho chúng ta làm nên sức mạnh đoàn kết dân tộc thành ý chí bất khuất, sức mạnh chiến đấu, quyết tâm bảo vệ tổ quốc, đánh đuổi ngoại xâm và ý thức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn. Quê hương không chỉ là nơi chúng ta nô đùa của tuổi thơ êm đềm, với những chiều ngã mình trên lưng trâu, liêm diêm đôi mắt nhìn bầu trời xanh và lắng nghe tiếng sáo diều, gắn những giọt mồ hôi của cha, của mẹ, cùng tiếng võng đông đưa kẹo kẹt và lời ru ấm áp của bà, mà còn là nơi chúng ta quay trở về sau những tháng ngày xa cách. Bất cứ người con nào khi xa quê hương trở về đều cảm thấy thanh thản yên bình bởi cái không khí quen thuộc và con người mộc mạc gần gũi nơi xứ sở của mình. Thiết thực chào mừng kỷ niệm lần thứ 2 Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Trong chương mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài thơ được trao tặng giải thưởng tại tạp chí Văn nghệ năm 1960-1961 với tựa đề Quê hương của nhà thơ Giang Nam. Bài thơ Quê hương của tác giả Giang Nam được sáng tác vào năm 1960 thông qua việc khắc họa trọn vẹn những ký ức tươi đẹp của tuổi thơ tại vùng quê Thanh Bình và những khó khăn mất mát khi chiến tranh xảy ra. Qua tất cả, tác giả đã nâng mối quan hệ lứa đôi lên thành lý tưởng cách mạng, khát vọng chiến đấu và giành hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước. Bài thơ Quê hương mang đậm chất tự sự. Tác giả Giang Nam đã kể rất rõ câu chuyện chứa đựng đầy kỷ niệm, niềm vui và không khỏi xót xa của những người cùng chung lý tưởng. Có thể nói đây là bài thơ hay nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Giang Nam, làm lay động lòng người. Nhà thơ Giang Nam tên thật là Nguyễn Sung, sinh năm 1929. Ông là một nhà thơ nổi tiếng với nhiều tác phẩm đã đi vào lòng người. Phong cách thơ của nhà thơ Giang Nam luôn mang bóng hình của quê hương đất nước. Và quê hương chính là một trong những tác phẩm thơ nổi bật nhất của nhà thơ Giang Nam. Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bớm cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích. Cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ. Quê tôi đầy bóng giặc, từ biệt mẹ tôi đi. Cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích. Hôm gặp tôi giận cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. Hôm nay nhận được tin em, không tin
dù đó là sự thật. Giặc bắn em rồi, quăng mắt xác. Chỉ vì em là du kích, em ơi. Đau xé lòng anh, chết nữa, con người. Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất, có một phần xương thịt của em tôi. Thiết thực chào mừng kỷ niệm lần thứ hai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài thơ Quê hương của nhà thơ Giang Nam. Chân trời vẫy gọi, tuổi thơ vai trên vai. Chân trời vẫy gọi, tuổi xuân vai trên vai. Chân trời vẫy gọi, nào bên nhau ta đi. Mời bạn cùng đến đây, thư viện của chúng ta. Hàng vạn cuốn sách hay, sách cùng ta lên đường. Một cuốn sách bạn ơi, đâu là một người thầy. Dạy ta đi bạn ơi, bước trên mọi nẻo đường. Dòng trường dù có xa, sách cùng ta tiến bước. Tới đến